được sự quan tâm của các cấp các ngành những năm qua thị xã kỳ anh đã triển khai các mô hình nuôi trồng thủy sản cùng với sự nỗ lực kiên trì đổi mới của người dân khi đưa các giống thủy sản mới vào sản xuất hình thức và đối tượng nuôi ngày càng được cải tiến đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao năng suất giá trị và thúc đẩy phát triển nghề nuôi trồng thủy sản tại địa phương sau một thời gian tìm hiểu và tham quan thực tế tại một số địa phương trong tỉnh ông nguyễn hữu đại ở phường kỳ trinh thị xã kỳ anh nhận thấy kỹ thuật nuôi lươn không bùn, không quá phức tạp, có thể nuôi ở quy mô nhỏ trong khi nhu cầu thị trường khá lớn. Vì vậy ông đã tận dụng đất trống trong vườn nhà, xây dựng 8 bể nuôi bằng xi măng, diện tích mỗi bể 10 m vuông, có hệ thống cấp thoát nước bài bản. Đầu năm nay, ông Đại thả nuôi hơn một vạn con lươn giống. Sau gần 4 tháng nuôi, nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, lươn phát triển tốt, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập cao. Mình cố gắng làm theo cái quy trình, cái hướng dẫn cũng như nghiên cứu qua cái uh, sách lược và cũng như bạn bè cũng như nghiên cứu trên mạng trên chí để mình tìm hiểu thêm để làm cái, để làm thế nào thành quả để có cái thực sự của cái mô hình kinh tế này. Tận dụng mặt nước của thượng nguồn sông Trí, ông Phạm Hùng Anh, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh đã vay ngân hàng 250 triệu đồng đầu tư 10 lồng nuôi cá diêu hồng. Tuy nhiên 2 năm gần đây nhận thấy loài cá lăng cá leo có chất lượng thịt ngon, giá trị kinh tế cao, có thể nuôi được trong lồng bè trên sông. Vì vậy, ông đã đầu tư thêm 3 lồng để thả nuôi 2.000 con cá lăng và cá leo. Sau gần 6 năm gắn bó với nghề nuôi cá lồng bè, đến nay ông Phạm Hùng Anh đã sở hữu 13 lồng nuôi cá với năng suất từ 1 tấn rưỡi đến 2 tấn cá mỗi lồng, bình quân mỗi năm cho thu hoạch gần 35 tấn, trị giá hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh nuôi cá lồng trên sông, ông Phạm Hùng Anh còn tận dụng mặt nước đầu tư 6 bè nổi ven bờ với tổng diện tích là 60 mét vuông và thả nuôi gần 2 vạn con ếch giống. Sau gần 2 tháng thả nuôi, bước đầu ếch phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt trên 80%. Dự kiến hơn một tháng nữa, ếch sẽ đạt kích cỡ thương phẩm và có thể xuất bán ra thị trường. Trong quá trình nuôi, tôi cảm thấy là cái nghề nuôi chăn nuôi cá nó cũng có hiệu quả, nữa là kinh tế thì chúng tôi đã phát triển thêm con cá léo cá lăng để tận dụng cái thức ăn thừa thải của con cá điêu hồng. Thì trong cái nuôi cá trên trên đập dẫn thì cũng như là các nơi là chúng ta cái cân nhất là cái khâu con giống và kỹ thuật thì trong quá trình nuôi thì mùa đông là chúng tôi là lúc thả con giống thì chọn những ngày ẩm và mùa hè thì chọn những ngày mát. Còn tại xã Kỳ Hà thị xã Kỳ Anh, nhiều hộ dân đã tận dụng lợi thế mặt nước sông Vịnh thông thoáng để đầu tư nuôi cá lồng mang lại thu nhập ổn định. Sau hơn 10 năm nuôi cá lồng bè trên sông, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong quản lý chăm sóc cũng như nắm bắt được nhu cầu thị trường. Từ vài lồng nuôi ban đầu, đến nay gia đình chị Huyền đã có 10 lồng nuôi với diện tích 16 m2 một lồng. Lồng được thiết kế khung sắt kết hợp gỗ và tre khá chắc chắn. Điều đáng nói là các đối tượng nuôi mới như cá mú, cá nâu, cá rỉa thích nghi tốt với điều kiện nuôi trên sông và đều có giá trị kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng. Hiện nay gia đình chị thả nuôi trên 5.000 cá giống các loại. Ước tính đến kỳ thu hoạch sản lượng đạt trên 5 tấn. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đem lại cho gia đình từ 200 đến 250 triệu đồng. Gia đình là tận dùng là cái cửa, cửa, sông Vinh này để nuôi cá. Lúc đầu thì nuôi vài đối tượng như cả hông mì, cả vượt. Nhưng năm gần đây chúng tôi lấy đa dạng các loài cá như cá mú rồi cá chim rồi cá cá rìa cá nấu gì là có để phục vụ cho khách hàng là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản những năm qua các mô hình nuôi tôm tại xã kỳ hà rất phát triển tuy nhiên để đáp ứng với nhu cầu thị trường bên cạnh duy trì phát triển các mô hình nuôi tôm truyền thống nhiều hộ dân nơi đây đã mạnh dạn đa dạng đối tượng nuôi trên địa bàn xã hiện có 60 hộ nuôi cá lồng bè với số lượng 150 lồng. 15 hecta ao hồ mặt nước ven sông được các hộ sử dụng nuôi nghêu, nuôi hào và vẹm. Điều đáng nói là nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên các mô hình nuôi trồng thủy sản tại địa phương này ngày càng phát triển theo hướng đa dạng hóa đối tượng với giá trị kinh tế cao. Có được kết quả này, cùng với sự nỗ lực của các hộ dân, các ủy chính quyền địa phương cũng thường xuyên đồng hành trong động viên, tạo điều kiện hỗ trợ về chính sách, sử dụng đất và ao hồ mặt nước ven sông để nhân dân yên tâm đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong thời gian qua thì ngoài cái phần cơ chế chính sách của cấp, thì cấp trên thì các ủy chính địa phương đã phối hợp với các cơ quan của tỉnh cũng như các cái phòng ban thị xã và trung tâm ứng dụng thị xã là mở lớp tập huấn nuôi trồng thị sản cho bà con nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó thì quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng như điện rồi hệ thống rảnh mướn rảnh thoát nước để đảm bảo cấp nước cho bà con sản xuất. Tuy nhiên trong thời gian tới rất mong được sự quan tâm của cấp trên để đầu tư cơ sở hạ tầng tổ thớt để bà con nhân dân đưa vào sản xuất mang có tính chất là hiệu quả và bền vững. Thị xã Kỳ Anh hiện có hơn 582 ha nuôi trồng thủy sản trên diện tích ao hồ, mặt nước ở các vùng ven sông, ven biển, tập trung ở các xã Kỳ Hà, Kỳ Ninh, Kỳ Trinh và Kỳ Hoa. Từ thực tế cho thấy đa dạng hóa các đối tượng nuôi trồng thủy sản đang là hướng phát triển kinh tế mới giúp người dân nâng cao hiệu quả kinh tế để thúc đẩy phong trào nuôi trồng thủy hải sản phát triển thời gian qua thị xã kỳ anh đã chỉ đạo trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi thị xã tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi từ khâu lựa chọn con giống phòng bệnh và chăm sóc đồng thời khuyến cáo người nuôi tìm hiểu đặc điểm điều kiện tự nhiên của từng vùng để kết hợp đối tượng nuôi phù hợp tránh ảnh hưởng đến năng suất mùa vụ từ kết quả bước đầu đạt được, thị xã Kỳ Anh sẽ đánh giá cụ thể để có giải pháp tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận các khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, nhân rộng các mô hình trong thời gian tới sắp tới thì trung tâm sẽ định hướng là tiếp tục cho người dân trẻ tiếp tục đi tham quan đồng thời á các cái mô hình mà đáng triển khai và người dân đã định hướng để làm đó thì và đã đã đáng và làm đó thì trung tâm sẽ có cái tổng kết và đánh giá để cái đánh giá bước đầu về cái hiệu quả để có cái định hướng tiếp theo cho ba con nhằm mục đích là nâng cao hiệu quả đến cái đơn vị diện tích nhằm giúp cho ba con là nâng cao cái đời sống đến cái uh, uh, diện tích nuôi trồng thủy sản của cái hộ dân Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng đa dạng hóa đối tượng nuôi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng diện tích mặt nước, duy trì tính ổn định của vùng nuôi, hạn chế những rủi ro do dịch bệnh, tạo nguồn sản phẩm thủy sản chất lượng, phong phú cung cấp cho thị trường. Đây là hướng phát triển phù hợp với nhiều địa phương có tiềm năng về nuôi trồng thủy sản. Cùng với sự mạnh dạn chuyển đổi sản xuất từ chính người dân, các cấp các ngành chuyên môn cần tăng cường chuyển giao, hướng dẫn khoa học kỹ thuật có chính sách hỗ trợ và vận động người dân mở rộng diện tích từng bước phát triển nghề nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững